6 người bạn về quê xây nhà sống chung, ăn hưởng tuổi già. Vì không muốn trải qua những năm tháng cuối đời tại viện dưỡng lão, 6 người bạn già ở Australia đã rời bỏ thành phố, về quê xây nhà sống cùng nhau. Cả 6 người đều tin rằng họ đã đưa ra một quyết định đúng đắn và quyết định đó giúp họ khỏe mạnh hơn nhiều, cả về thể chất và tinh thần. Trong cuộc sống chung, họ cùng chia sẻ việc nhà, nấu ăn, thanh toán các khoản chi phí, cùng hỗ trợ nhau ăn uống lành mạnh, kiểm soát cân nặng và vượt qua những vấn đề sức khỏe. Chúng tôi chia sẻ với nhau cả những lúc vui buồn hay khi khó khăn. Luôn có một người bạn đưa ra giải pháp hoặc một bờ vai khi ai đó trong chúng tôi gặp vấn đề, bà Heather Boyle nói thêm. Cập nhật thông tin mới nhất và chia sẻ. Trân trọng cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại những video sau.